giờ đang là 9 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Cám nhé. Hiện tại chúng tôi đang hoàn thiện phun màu một chiếc bàn thờ gỗ mít chân 14. Chiếc này chúng tôi đang hoàn thiện cho khách hàng ở Yên Lập. Để dạ đục tứ linh lạc kìa. Rất đẹp, hàng là được chạm kinh bong sắc nét 100% chất liệu gỗ mít. Ở bên ngoài đây chúng tôi đang có một vị khách hàng đến tham quan và mua sắm đây. Đây là bộ ghế tần thủy hoàng của khách ở Thanh Sơn đã được hoàn thiện xong rồi. Chiều nay thì chúng tôi sẽ vận chuyển bộ tần thủy hoàng này cho khách hàng ở Thanh Sơn. Đây là hai chiếc ghế nhỏ của nó. Hai chiếc ghế nhỏ của bộ tần thủy hoàng. Quý vị ai có nhu cầu mua sắm các sản phẩm đồ gỗ nội thất thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Thùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 806. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip khác.